Trước khi mình đi vào sử dụng thì có cái nghiệm thu của tổng cục phòng cháy chữa cháy, công an phòng cháy thành phố là sẽ nghiệm thu. Vì là cái chỗ này là bình thường là anh thấy là bên đây hầm, bên đây hầm là hai cái song song đó, nhưng mà mình là cho trên này mình có nhà hát thì có nếu mình đào thì nó lại đục.